Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70 xinh đẹp. Các bạn ơi, hôm nay là ngày cuối tuần. Mình chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc, bình an trong mùa dịch. Và các bạn có biết không, mới đây liên tục có tin mới. Thì cái chuyện mà ông áo vàng mua nhà hoặc là không mua được và đã ra điều kiện là giao cho ba người thân trong gia đình của cô Hương thì chắc là mọi người cũng biết rồi, mình không muốn nhắc đi nhắc lại mãi thì các bạn nghe cũng chán đúng không? Thì khi mà ông áo vàng hứa lên hứa xuống rồi là mọi người cũng cứ nhắc thì bao nhiêu lần ông ấy có mặt và đến cái lần cuối cùng này thì tưởng là ông ấy chạy, mọi người cứ bảo là ông ấy chạy mất dép, nhưng mà cuối cùng thì đến bây giờ không biết là thực hư là ông ấy có đưa tiền cho Giang Nguyễn thật không. Mọi người thì bảo là không biết có đưa thật không, nếu mà đưa thì phải có bằng chứng, phải quay phim. Nhưng mà Giang Nguyễn nói một câu xanh dờn là đã nhận tiền và đã xài hết rồi. Và còn nói về Kim Ngân ngủ ở ngoài đường thì Giang Nguyễn nói rằng Kim Ngân thích đi đâu thì đi, thích ngủ đâu thì ngủ, quyền của Kim Ngân, không được ai xía vào. Chửi cả cái cô Hồng Trinh là bà câm mồm bà vào, không phải việc của bà. Thì mình thiết nghĩ rằng cái câu chửi của Giang Nguyễn mình cảm thấy nó dễ nhỉ. Giang Nguyễn chửi người mà như là chửi một cái gì đó không có suy nghĩ trước sau gì cả mà vén mồm chửi người ta. Mình cũng không hiểu là Giang Nguyễn là cái gì mà lộng hành hết từ trong nhà rồi để ra đến ngoài. Chả nhẽ bên Mỹ lại không có một cái luật pháp gì à? Nói là quay lén Kim Ngân đăng lên, bởi vì người ta tức là lần trước người ta nói là người ta đi tập thể dục gặp Kim Ngân ngủ ở ngoài công viên thì Giang Nguyễn nói là bịa đặt, không có, nếu mà có thì phải có bằng chứng. Chính vì thế nên bây giờ người ta phải chụp ảnh để có bằng chứng thì Giang Nguyễn lại bảo là người ta quay lén. Đây. Và cũng chỉ vì đồng tiền mà Giang Nguyễn nhận tiền đấy mà tiêu xài hết, nói rất là vô tư, mà để cho Kim Ngân đi ra ra đường ngủ, kêu đói kêu khát, không thở được, đói không nói ra lời, lên hơi. Thì mình hỏi Giang Nguyễn, cộng đồng mạng thử hỏi xem là cái tiền ông áo vàng đưa cho Giang Nguyễn để mua nhà cho Kim Ngân hay là để Giang Nguyễn tiêu xài, mà Giang Nguyễn tuyên bố xanh dờn như thế mà không nghĩ gì đến ông Hồng Hà. Ông ấy đã khóc mếu, ông ấy nói rằng ông ấy không có tiền, ông ấy nghèo, ông đang ở nhà thuê và ông ấy đi vay ngân hàng 100.000 và còn đang trả lãi suất 4% và bây giờ ông phải đi làm để trả nợ. Ông ấy nói là cái tiền đấy ông ấy vay để ông định mua nhà cho ông đấy. Nhưng mà đến lúc đi mua thì nó lại lên tận 150, nên đắt quá ông không mua được. Và khi mà ông ấy biết đến Kim Ngân thì ông ấy bảo là thôi, ông ấy tặng Kim Ngân thì thấy nó có ích hơn. Nghe cũng được cười nhỉ. Mua cho mình thì không có ích mà tặng cho cái người mà không họ hàng, không anh em ruột thịt gì thì lại bảo có ích hơn. Rất là khó hiểu cái lời nói của ông Hồng Hà. Nhưng mà và mọi người nói là không biết là Hồng Hà có đưa tiền cho Giang Nguyễn thật không, nếu mà đưa thật thì phải có bằng chứng, phải quay phim chứ. Nhưng mà bây giờ mình cứ tin là có thật đi các bạn, cứ tin là có thật đi. Thế Giang Nguyễn nói là nhận tiền tiêu xài hết rồi, thế là ông Hà cho tiền Giang Nguyễn tiêu xài à?
Gia Nguyễn không nghĩ gì đến ông Hà, ông ấy đã khóc mếu. Ông nói là ông không có tiền. Ông ấy hiện tại bây giờ ông ở nhà thuê mà ông chỉ có 50.000 thôi à. Và cái tiền đấy là Gia Nguyễn đưa cho, à, ông Hà đưa cho Gia Nguyễn là để tiêu xài hay là để mua nhà cho Kim Ngân. Mà trong khi đó để Kim Ngân ra đường ngủ như thế thì mọi người người ta nói như lần trước thì Gia Nguyễn nói là không có bằng chứng và đã đón về và lại đóng kịch đưa đi ăn rồi đi uống rượu. Đến lần này thì Gia Nguyễn lại không cần phải như thế nữa mà Gia Nguyễn nói thẳng là Kim Ngân thích đi thì đi, Kim Ngân thích về thì về, Kim Ngân ngủ ở đâu là quyền của Kim Ngân. Gia Nguyễn nói kiểu gì cũng được. Và đổ tội hết cái nọ đến cái kia. Rồi lúc thì dọa, dọa rồi đổ cả cho cô Hương là mẹ của Kim Ngân. Rồi đổ tội đấy như Thúy Nga vừa rồi mới đây ấy, cũng đăng lên trang cá nhân của Thúy Nga đấy. Là 30 tội. 30 tội thì mình cũng không kể đã, các bạn cũng nghe rồi. Và vừa rồi 20 tội nữa là 50 tội tất cả. Thì Thúy Nga nói là đã bằng lòng chưa? Chắc là chưa bằng lòng mà có khi từ giờ đến hết năm phải là 108 tội thì mới bằng lòng. Và Thúy Nga nói là Thúy Nga là người nhiều tội nhất trong năm. Khổ đấy các bạn thấy không? Giúp nhân thì nhân oán, giúp vật thì vật ơn đấy. Giúp người đã không được ơn mà lại bị oán như thế đấy. Các bạn ạ, mà đúng thế thật, mình thấy mình nghiệm cũng thấy đúng thật. Giúp người không được ơn, bản thân mình cũng thế, giúp người không được ơn là được oán. Mình thấy rất nhiều người ở trên đời này nhé, cứ thẳng, tốt, thật thà thì lại không gặp may. Người ta gọi là nhân đạo là tự sát đấy các bạn ạ. Cứ tốt giúp bạn, nhiệt tình với bạn thì lại bị người ta phản hoặc là có một cái chuyện gì không hay. Thì rồi Gia Nguyễn chửi cả Hồng Trinh luôn, câm mồm vào. Việc gì đến nhà bà mà chõ cái mồm vào. Các bạn thấy không? Gia Nguyễn chửi hết trong gia đình rồi đến người ngoài. Không biết là Gia Nguyễn là cái gì mà Gia Nguyễn to mồm chửi thế nhỉ? Mà ở bên Mỹ nó không có cái luật pháp gì à? Ai cũng có thể chửi được, ai cũng có thể là buộc tội cho người ta được, thích nói kiểu gì cũng được. Hết Thúy Nga rồi đến bây giờ lại đến cô Hồng Trinh. Và người ta cũng nói rằng là ông Hồng Hà cho tiền nhé, chưa chắc mà đã được ơn đâu. Rồi đến lúc, rồi Gia Nguyễn nó cũng lại chửi lại Hồng Hà cho mà xem. Hồng Hà hãy đợi đấy. Và người ta nói rằng rất nhiều ý kiến. Và có những ý kiến còn nói là ông áo vàng làm gì có tiền mà cho. Ông ấy còn đi lừa đảo rồi ông còn nợ này. Người thì bảo là ông Hà này nhiều tiền, ông Hà cho Kim Ngân là bằng cách rửa tiền. Mình không hiểu, không hiểu thế nào cả. Thì cái cảnh mà Kim Ngân nằm ở ngoài đường ấy, không biết là cô Hương nhìn thấy thì cô Hương có đau lòng không? Cũng có người thì nói là ảnh cắt ghép, chứ Gia Nguyễn chắc không để như thế đâu. Thì nó có rất là nhiều ý kiến thì cũng không biết đâu cả. Thì mình cứ được nghe nào thì mình chia sẻ thế các bạn nhé. Rất mong các bạn ủng hộ. Bye bye các bạn. Bye bye.